Những điều bạn chưa biết về chiếc Wrangler Sport All-New. Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3 2023, chiếc xe Wrangler Sport All-New thay đổi thiết kế từ ngoài vào trong, từ hình thức đến tâm hồn. Chiếc xe này đã gây ấn tượng cực mạnh đến các quý khách hàng yêu thích dòng xe Wrangler Sport nói riêng và thương hiệu Land Rover nói chung. Tuy nhiên, ngoài những chi tiết thiết kế ở phía bên ngoài chúng ta có thể nhìn thấy bằng nhãn quan, thì có những điều mà quý vị các bạn có thể chưa biết về chiếc Wrangler Sport All-New này. Và trong video này thì Ngọc Đăng sẽ giới thiệu những điều ấy đi cho quý vị các bạn cùng biết nhé. Thứ nhất đó là hệ thống khung gầm. Hệ thống khung gầm của chiếc Wrangler Sport All-New này đã được trang bị hệ thống khung gầm mới hoàn toàn, tên gọi đó là MMA Flex. Hệ thống khung gầm này có gì đặc biệt? Hệ thống gầm này sẽ được trang bị độ cứng thêm gấp 35% so với hệ thống khung gầm tiền nhiệm tên là D7U. Và quý vị các bạn có thể thắc mắc rằng, thế bây giờ hệ thống khung gầm cứng hơn thì làm được gì? Hệ thống khung gầm cứng hơn thì thưa quý vị các bạn là nó sẽ bổ sung thêm có sự ổn định hơn, lì đòn hơn, cứng chắc hơn và ổn định hơn khi chúng ta vận hành. Quý khách hàng khi mà được trải nghiệm ở lái giữa hai phiên bản, giữa đời trước và đời này, các bạn sẽ cảm thấy sự rõ rệt và chi tiết nhất. Điều đầu tiên đó là sự ổn định và sự chắc chắn khi chúng ta vận hành, khi chúng ta sang làn hoặc là chúng ta vào cua. Ví dụ thứ hai thì không ai mong muốn cả. Ví dụ như trên đường là chúng ta có thể là gây đâm đụng hoặc là va chạm, thì chiếc xe với hệ thống khung gầm mới này sẽ tăng độ cứng hơn, bảo vệ cho hành khách phía bên trong xe và chính là quý vị các bạn người ngồi trong xe. Nếu như quý vị các bạn đâm đụng thì cái khả năng mà chúng ta vẫn còn đứng vững, xe vẫn đứng vững sẽ cao hơn là những chiếc xe khác khi mà đâm vào chúng ta. Thỉnh thoảng bạn có thể bắt gặp một số hình ảnh hoặc là video về những dòng xe Wrangler Sport đâm đụng với cả những chiếc xe khác, thì chiếc Wrangler Sport vẫn đứng im và chiếc xe khác một là bị lật, hai là đã đâm và đã nằm ở một góc nào đấy, và chiếc Sport này vẫn đang đứng im và sự ổn định rất là tốt và chắc chắn. Điều ấy minh chứng cho cái việc sự ổn định của hệ thống gầm. Đấy là hệ thống gầm tiền nhiệm bản cũ. Còn trên bản Wrangler Sport All-New này đã được trang bị hệ thống gầm cứng hơn 35%, thì nó còn chắc hơn, còn tốt hơn rất là nhiều so với cả bản cũ. Thứ hai đó là hệ thống treo khí nén cho chiếc xe Wrangler Sport All-New. Được trang bị hệ thống treo khí nén lớn nhất trong nền công nghiệp ô tô, với khả năng cập nhật và tinh chỉnh hệ thống treo 1.000 lần trên một giây, với độ cứng và độ mềm thay đổi tùy thuộc vào chế độ lái, tùy thuộc vào cung đường. Điều này mang tới sự vận hành mượt mà và ổn định hơn bao giờ hết. Hệ thống treo như thấu hiểu luôn con đường mà chúng ta đang đi qua vậy. Việc điều chỉnh độ cứng, mềm của hệ thống treo còn phụ thuộc vào chế độ lái của bạn. Ví dụ như chúng ta đang chạy ở chế độ Comfort, hệ thống treo sẽ thả mềm ra, còn chế độ Dynamic, năng động, sẽ cứng lại, mang tới cảm giác lái hấp dẫn hơn cho người lái. Bên cạnh đó còn bổ trợ xe bớt chúi đầu khi phanh, bớt bốc đầu khi tăng tốc và bớt nghiêng xe khi vào cua. Công nghệ đèn là điều mà Ngọc Đăng nhất định sẽ không thể bỏ qua, và đó chính là điều thứ ba mà Ngọc Đăng muốn nhấn mạnh đến quý vị các bạn về điều đặc biệt trên chiếc xe Wrangler Sport All-New này. Trên chiếc Wrangler Sport All-New được trang bị công nghệ đèn Digital LED chứa 1,2 triệu tinh thể gương nhỏ, nhiều gấp 10.000 lần so với cả công nghệ Pixel LED. Và các tinh thể gương nhỏ này rất là thông minh, có thể chiếu lên 16 vật thể đi ngược chiều và cùng chiều, tránh làm lóa mắt, tránh làm ánh sáng ảnh hưởng đến người lái, giúp chúng ta an toàn hơn. Bên cạnh đấy thì ánh sáng của công nghệ Digital LED sẽ mịn hơn, sẽ mượt hơn cho quý vị các bạn khi chúng ta lái xe. Các bạn biết không, công nghệ Digital LED còn thông minh đến mức nó có thể sử dụng được dữ liệu bản đồ được cài sẵn trên xe để có thể chủ động thay đổi góc chiếu giúp cho người lái xe tốt hơn. Ví dụ như chúng ta chuẩn bị đi vào bùng binh hoặc là đường tròn, đèn sẽ chủ động điều chỉnh, mở rộng pha sang hai bên để có thể giúp cho người lái quan sát tốt hơn. Thứ nhất là lối ra, thứ hai là những người đi bộ qua đường. Điểm thứ tư đó là bổ sung vật liệu ở vải vào trang trí khu vực nội thất của chiếc Sport mới. Các bạn có thể để ý đây là điểm rất là nhỏ thôi, tuy nhiên thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác, một cái hình tượng nó rất là sang trọng và tỉ mỉ khi mà chính nhà sản xuất đã để ý tới những cái chi tiết nhỏ thôi. Việc bổ sung thêm vật liệu bằng vải sợi dệt cao cấp này khi chúng ta sờ vào sẽ có cảm giác và cảm xúc khác biệt hoàn toàn so với cả vật liệu da. Tuy nhiên vẫn có da ở trong nội thất các bạn nhé. Vật liệu vải đây thì mang lại sự đặc biệt hơn, cái sự tinh tế hơn ở cái khu vực nội thất khi mở cánh cửa ra. Điểm thứ năm, nếu như các bạn theo dõi những cái model Sport cũ thì các bạn khi mà bản Sport mới ra đời thì các bạn có thể nhận ra, nhưng mà chưa chắc là đã nhận ra rõ ràng, đó là sự thay đổi về cách bố trí ghế. Trước đây thì cái bản Sport cũ thì các bạn có thêm lựa chọn đó là 5+2 để các bạn có thể linh hoạt sử dụng khi chúng ta đi trên đường mà
gặp bạn bè mà có phát sinh thêm bạn bè ngồi hàng ghế thứ ba, chúng ta có thể mở hàng ghế thứ ba lên. Tuy nhiên thì cái model mới này thì bản Sport All New này đã không còn cái bản 5+2, thay vào đấy chúng ta chỉ có 5 chỗ ngồi. Điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây khi mà thiết kế xe, chúng ta đã tập trung hơn về những trải nghiệm về những người ngồi trên xe và không hướng đến là cái việc là chở quá nhiều người, và tập trung vào thứ nhất là người lái, thứ hai là những người cùng tham gia chuyến hành trình trải nghiệm. Nhưng ở đây đã được giới hạn chỉ còn 5 người. Cái việc mà tập trung như này thì nó sẽ tạo ra cái đặc tính sâu sắc hơn với dòng Sport, với dòng trải nghiệm, với dòng vận hành, về dòng tốc độ, để chúng ta tập trung hoàn toàn. Và cái việc mà thời gian dành cho lái nó sẽ tốt hơn là cái việc là chỉ để chở người, hoặc là có thể phát sinh thêm chở người. Vừa rồi thì Ngọc Đăng đã liệt kê đến quý vị các bạn 5 điều mà các bạn có thể chưa biết chi tiết về chiếc xe Rolls Sport All-New model mới. Và các bạn thấy những thông tin mà Ngọc Đăng chia sẻ thế nào? Nếu các bạn thấy hay thì có thể là để lại bình luận ở phía dưới video để Ngọc Đăng có thêm động lực ra thêm nhiều video khác và bổ sung thêm những cái tính năng mà chi tiết sâu hơn về chiếc Sport All-New. Nên vì vậy này, nó có rất nhiều điều để nói. Ngọc Đăng đã làm video này để có thể là khơi mào, có thể là khởi động trước những cái tính năng đặc biệt để có thể giới thiệu đến quý khách hàng hiểu sâu hơn về một dòng xe và chiếc Sport nói riêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và nếu như các bạn thấy nội dung Ngọc Đăng chia sẻ rất là thú vị thì có thể cho Ngọc Đăng xin một like và subscribe để có thể chia sẻ những nội dung này đến nhiều khách hàng yêu mến thương hiệu Lenovo nói chung hay dòng sản phẩm Sport nói riêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị các bạn tại các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào.